Alo, thân chào tất cả mọi người, xin chào cả nhà. Thì ngày hôm nay mình xin chia sẻ với cả nhà một cái mẹo, chia sẻ đó là cái cách để mà chúng ta làm một cái điều tóc từ 5V tới 12V, nghĩa là chúng ta đó là tăng giảm điện áp cho một cái motor hoặc là một cái bóng đèn gì đó. Đối với những người mà chưa biết làm như mình ha, nhưng mà mình làm cũng được. Đấy. Thì linh kiện chúng ta cần có đó là chúng ta cần có hai cái. Cái thứ nhất đó là cái này gọi là cái con chanh Sitor. Đó là D718 với một cái chiếc áp 10K. Chỉ cần nhiêu đây thôi. Thì cái kiến thức này và cách làm này mình cũng học được ở trên mạng thôi quý vị. Và mình làm thử thì nó đã có cái hiệu quả, thì hôm nay mình xin chia sẻ lại với quý vị. Cái chiếc áp này thì chúng ta, cái công dụng của nó là dùng để tăng và giảm cái điện trở. Điện trở thì nó có tính năng đó là ngăn cản cái dòng điện ha, ngăn cản cái dòng điện. Thì hai cái này chúng ta sẽ kết hợp lại. Đối với cái con là chanh Sitor này thì chúng ta, nó có rất là nhiều cái mà để chúng ta hiểu về cái khả năng làm việc của nó. Tuy nhiên, đơn giản như thế này nè, đó là chúng ta sẽ cấp một cái nguồn điện dương. Con này là chúng ta sẽ là hoàn toàn là điện dương không nha. Con D là 718 này hoàn toàn là chúng ta cấp điện dương cho nó. Điện dương vô đầu là cái chân này, là chân này là chân B nè. Cái chân đó là từ bên này qua là B, chân này chân C, chân này chân E. Như vậy chân B có cái công dụng là điều khiển giữa chân C và chân E. Điều khiển là gì? Khi mà chúng ta cấp cho chân C này nè, là một cái dòng điện dương, cùng điện dương với chân C, với cái chân giữa này nè. Lớn thì này thì thằng C nó ra thằng E lớn. Ngược lại không có điện thì hai này không nói với nhau. Đấy. Còn nếu như mà hai thằng này mà điện, dòng điện nó lớn, thì từ chân C qua chân E dòng điện nó lớn. Nói chung nó là tùy vào cái mà chúng ta đó là cho dòng điện và đi qua cái chân đó là chân B này, thì dòng điện từ chân C qua chân E nó sẽ thay đổi đó. Thằng này nhỏ thì nó nhỏ, thằng này lớn thì hai này nó sẽ lớn. Cách đó, cách điều khiển dựa vào cái tính năng đó, chúng ta sẽ sử dụng con chở này. Chúng ta sẽ hàng vô thế này nè, bỏ chân này đi nha, chúng ta bỏ chân cuối này đi đó. Chúng ta lấy hai chân này hàng vào như thế này. Như vậy là khi mà chúng ta dặn đó là cái volume lên xuống, thì chúng ta điều chỉnh cái điện trở, thay đổi cái chỉ số điện trở á, thì đó là cái dòng điện nó sẽ đi qua thằng này đó là thấp cao, thì dòng điện ở đây nó cũng vậy. Như vậy là chúng ta sẽ thay đổi được điện áp ha. Và chúng ta sẽ hàn vào như thế này, bỏ cái chân giữa này ra ngang, hàn vào thế này, và chúng ta sẽ cấp cái nguồn điện dương vào chân giữa, nguồn điện dương sẽ đi ra ha. Rồi chỉ bấy nhiêu thôi, rồi mình sẽ tiến hành hàn lại nghe quý vị. Đấy. Rồi mình bỏ ra cả cái tuổi thanh xuân để mà hàng lại nó được như thế này. Đấy, cái chân này mình đã bẻ nó xuống rồi nè, cái chân của thằng con ấy nó bẻ nó xuống nè. Đấy, rồi như vậy là mình hàng nó là như thế này, gì thấy nè, mình hàng được như vậy rồi nha quý vị. Như vậy là chúng ta sẽ cấp cái chân giữa này nè là điện dương. Khi đó cái dòng điện này nè, chúng ta nó muốn đi qua cái chân B này, thay đổi vào cái con chiếc áp, thay đổi bằng cách làm ta dặn cái núm này nè, để dặn cái volume của nó thay đổi, thì cái dòng điện ra này sẽ thay đổi theo ha. Dòng điện ra đây là dòng điện ra, còn dòng điện âm thì chúng ta là đấu nó vào nguồn luôn. Và bây giờ tôi có một cái bóng đèn, đây có một cái bóng đèn, thì thử trên cái motor cũng vậy. Cái bóng đèn này chúng ta sẽ thay đổi nó, đây là điện dây đen, này là điện âm, thì có một cái nguồn 5V. Ở đây mình làm 5V thôi. Đây là điện âm. Đó. Chúng ta sẽ nối vào nè. Vào bóng đèn. À, điện âm nè, nối vào bóng đèn. Rồi, đây là điện dương. Điện dương thì mình sẽ cấp vào đó là chân giữa nè, như nãy tôi đã nói. Rồi. Đây là dòng điện ga, thì đó là mình sẽ nối vào đó là cái bóng đèn, đó là ga của bóng đèn. Rồi, chúng ta sẽ nối lại. Đó, lúc này đèn nó đã sáng. Đó. Đèn nó đã sáng lên rồi nè. Quý vị. Đèn nó sáng rồi. Chúng ta sẽ thay đổi bằng cách là dặn cái núm này.
Đấy, lớn lên nè, đấy, nhỏ lại, đấy, nhỏ lại, vẫn có dòng điện đi qua nè, thấy chưa? Đấy, có dòng điện đi qua nè, tăng lên nè, tăng lên, đó, nó sáng, rất là sáng luôn. Đó, dần nhỏ lại. Đó, nhỏ lại thì nó lưu xuống, đèn nó sẽ lưu mờ xuống, tăng lên thì nó sẽ sáng lên. Đó, vậy thế là đấy. Tùy vào cái là dòng điện ta cấp là tháo ra thế nào đấy. Như vậy là chúng ta đã làm được cái mạch đó là tăng giảm áp cho một cái là dụng cụ nào đó bất kỳ ha. Đây, nhìn lại cái quá trình làm thì những con linh kiện này mua thì ở trên Shopee thì có con D718 này, giá nó khoảng từ dao động từ 6 tới 9 ngàn. Cái biến trở này thì chúng ta đó là mua nó cũng mấy ngàn đồng. Nhưng mà đối với mình thì những cái con linh kiện này thì mình đi ve chai mình mua là ok. Đi ve chai mình mua là vô mánh à. Mình chỉ là sử dụng đồ ve chai à. Mình không có mua. Đây, đây là cách hàng của nó nè. Thì vừa qua mình đã chia sẻ với quý vị và các bạn một cái kinh nghiệm, cái cách để mà chúng ta tạo ra một cái mạch biến áp. Khi mà chúng ta xài thì cái con này nó hơi nóng. Nếu như nó nóng thì chúng ta dùng một cái tản nhiệt. Ở đây mình có một cái miếng nhôm nè, mình sẽ gắn vô. Và tất cả các thứ này là mình xin nhắc lại, đó là mình mua từ ve chai đồng nát đó. Hoàn toàn không có là tốn nhiều tiền, chỉ có vài ngàn à, là mua được rất nhiều luôn á, hầu như là cái này là hầu như là miễn phí luôn á. Rồi mình sẽ gắn nó vô một cái miếng tản nhiệt như thế này. Cái miếng nhôm này rất là dày cho nên nó là đủ cho để cho cái con này nó tỏ nhiệt xuống đây ha. Rồi, như vậy là mình đã làm xong cái mạch đó là điều tốc rồi quý vị. Nếu như anh em nào mà đã biết rồi thì xin bỏ qua, còn anh em nào mà cảm thấy cái video mình có là chia sẻ nó hợp lý thì đừng ngần ngại ủng hộ mình nha. Rồi, chân thành cảm ơn anh em. Hẹn gặp lại anh em trong các video clip tiếp theo của mình. Bye bye.